Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Biến chứng hậu COVID-19 không chỉ diễn ra ở người lớn mà trẻ em cũng mắc. Tình trạng này nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng của trẻ. Để giúp các bậc phụ huynh nhận biết được triệu chứng, từ đó có biện pháp xử trí kịp thời, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Hậu COVID thì cũng là vấn đề mà thực sự các bạn phụ huynh cũng đang rất là quan tâm. Trẻ em cũng như người lớn thôi, tức là sau khi mắc COVID thì cũng có một số các triệu chứng mà người ta thấy là nó kéo dài và ảnh hưởng đến đứa trẻ. Triệu chứng đầu tiên là cái triệu chứng về nhóm về hô hấp. Đứa trẻ đôi lúc là nó có thể nó thở nhanh hơn bình thường hoặc nó mệt khi vận động. Đấy, hoặc là triệu chứng về tim mạch, nó có thể đau ngực, tức ngực, có triệu chứng đánh trống ngực. Nhóm thứ ba là nhóm mà về tiêu hóa, là những cái rối loạn cảm giác, nó thay đổi những cái thói quen ăn uống, đặc biệt là nổi bật lên những cái cháu lứa tuổi trên 10 tuổi thì các cháu nó có thể có biểu hiện đau đầu, và một số cháu nó có thể nó có triệu chứng là nó không tập trung được, nó rất là hay quên, hay mệt. Triệu chứng hậu COVID như vậy thì bố mẹ bình tĩnh và tạo không khí trong gia đình đối với các cháu là nó cũng giảm cái stress. Mình theo dõi những cái triệu chứng gọi là bất thường của cháu bé thì mình thấy là nếu như nó lặp đi lặp lại thì có khả năng là những triệu chứng đấy là cái triệu chứng của hậu COVID. Còn trước tiên là mình cứ bình tĩnh, là mình tuân thủ những cái nguyên tắc chăm sóc cho trẻ tại nhà. Các chế độ ăn dễ hấp thu và giàu vitamin là những cái rất là quan trọng, bảo đảm đủ nước và điện giải cho các cháu. Theo cái khuyến cáo của chúng tôi ấy, có thể cho cháu bổ sung thêm vitamin C, vitamin D và vitamin nhóm B, là ba cái nhóm vitamin mà nó sẽ hỗ trợ cho cháu trong quá trình hồi phục tốt hơn. Sau khi mắc COVID, sau một cái thời gian thì nếu cái triệu chứng nó kéo dài trên 4 tuần, nên cái triệu chứng đấy là chúng ta cũng có thể là nên đi khám.